Bí tip cho chuyến phượt ô tô an toàn và thú vị, chuẩn bị trước khi lên đường. Phượt bằng ô tô, đặc biệt là đi phượt Bắc Nam bằng ô tô, sẽ là một hành trình lái xe khá dài. Thế nên, bạn cần chuẩn bị tốt về hành lý, sức khỏe cũng như nắm vững được lộ trình để luôn chủ động ứng biến trong mọi tình huống. Chuẩn bị tinh thần đi phượt, đây là yếu tố quan trọng đầu tiên để bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội khám phá nào suốt cả hành trình. Bạn cần một kế hoạch cụ thể với lộ trình rõ ràng, đồng thời cũng cần tạo khoảng trống cho những trải nghiệm ngẫu nhiên dọc đường mà không cần quá bó buộc vào những kỳ vọng về một chuyến đi hoàn hảo. Đi du lịch bằng ô tô riêng luôn là lựa chọn yêu thích của gia đình, hội nhóm vì chủ động được thời gian và lộ trình. Tinh thần đi phượt trước hết là vui chơi, trải nghiệm, không chỉ thưởng thức cảnh đẹp, món ngon mà còn là cơ hội để bạn hòa mình cùng người dân địa phương, biết cách vượt qua khó khăn trên đường và kết nối cùng những người bạn đường tốt bụng. Tìm hiểu trước về điểm đến. Việc đọc về điểm đến trước khi lên đường sẽ giúp bạn có cách nhìn tổng quan, xác định lộ trình cơ bản, đồng thời biết cách hòa nhập hơn với người dân ở nơi sắp đến. Nên có một checklist các nơi muốn khám phá, các món ăn muốn thử, lưu lại trên Google Maps để có thể phân bổ lộ trình rõ ràng. Kiểm tra và bảo dưỡng xe. Trước khi bắt đầu một chuyến đi phượt bằng ô tô, bạn cần mang xe đi kiểm tra và bảo dưỡng. Hãy kiểm tra toàn bộ xe như đèn, phanh, bánh xe dự phòng, gạt mưa, nhớt máy, nước làm mát, nước rửa kính, và đảm bảo đổ đầy bình xăng trước khi khởi hành. Nếu thuê ô tô tự lái, bạn cũng hãy kiểm tra thật kỹ để đảm bảo xe vận hành tốt nhất, tránh những hỏng hóc và nguy cơ gặp sự cố trong cuộc hành trình. Chuẩn bị dụng cụ cứu hộ, đừng quên chuẩn bị các dụng cụ cứu hộ cần thiết để đối phó với các tình huống khẩn cấp trên đường đi. Chuẩn bị và an toàn khi đi phượt ô tô. Khi đi phượt bằng ô tô, việc chuẩn bị và mang theo dụng cụ cứu hộ cũng rất cần thiết. Liệt kê danh sách những thứ cần mang theo như lốp dự phòng, máy đo áp suất lốp, dụng cụ tháo hơi xe và bơm xe, dụng cụ y tế, bộ phụ tùng sửa xe cơ bản sẽ giúp bạn ứng phó với nhiều tình huống bất ngờ phát sinh. Chuẩn bị đồ đi phượt ô tô. Nếu đi phượt ô tô cùng trẻ nhỏ, ưu tiên chuẩn bị bỉm sữa cho bé khi gia đình đi phượt bằng ô tô. Đừng quên mang theo các loại thức ăn nhanh, nước uống, các loại giấy vệ sinh, ô dù, mũ nón và một số loại thuốc thông dụng như cảm cúm, đau bụng. Hạn chế mang các loại vali cồng kềnh nhằm tạo được nhiều không gian trống trên xe để mọi người có thể nghỉ ngơi trong chuyến đi xa. Ngoài những vật dụng thực sự cần thiết, quần áo, giấy tờ tùy thân, đồ y tế, hãy chuẩn bị thêm 2 bình nước lớn để uống và dùng khi hết nước rửa kính. Không nên dừng xe ở nơi tối hoặc ít dân cư, dù ở trong hoàn cảnh nào, bạn cũng không nên dừng xe ở những khu vực tối hoặc neo người. Cho dù là việc khẩn cấp, bạn hãy cố gắng lái xe đến nơi có nhiều ánh sáng và dân cư đông một chút, bởi những nơi hoang vu, bạn sẽ khó xử lý những tình huống phát sinh. Trong trường hợp xe chết máy tại những nơi vắng vẻ, hãy ngồi yên ở trong xe, khóa cửa và gọi điện nhờ giúp đỡ của đơn vị cứu hộ hay người thân. Dừng lại nghỉ ngơi khi mệt. Khi phượt đường dài bằng ô tô, tốt nhất là có 2 người thay phiên nhau lái xe. Nếu chỉ có một người lái thì chỉ nên đi tối đa 8 đến 12 tiếng một ngày. Nếu cảm thấy mệt thì hãy dừng lại nghỉ ngơi rồi mới đi tiếp. Không nên đi cố khi thấy mệt hoặc buồn ngủ để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Sau khoảng 2, 4 tiếng lái xe liên tục nên nghỉ uống nước 15 phút. Tốt nhất là bạn đi vào lúc sáng sớm và nghỉ ngơi vào lúc trời sụp tối. Ngoài ra, nếu như trong xe có trẻ nhỏ, bạn không nên đi quá 400 km một ngày. Tuân thủ an toàn giao thông.